Vì thấy chúng ta sống ở cõi này, việc thế gian hay sức thế gian đều có thử thách. Tới giờ tu rồi mà lên tới trên không trung tu mà còn thử thách. Cúp điện vớt một cái hết mấy trăm ngự. Còn được 420 người tu mắc mấy trăm, vì mình cũng thông báo cúp điện chắc không tu được, đến 12 giờ mấy mới có điện. Nên mình ở cái cõi này mình làm gì cũng gặp thử thách, quý vị nhớ kỹ, thử thách. Nên dùng cái câu gọi là thử thách mà thôi, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Cái giờ tu này nó thật sự nó cũng kỷ niệm lắm đấy quý vị. Thấy cũng hay ghê. Mình cũng kiên nhẫn lắm, không giỡn đâu. Nó thời khóa này sau này sẽ càng ngày càng đông, rất là đông. Giống như tu 12 giờ khuya là những đứa không có ngủ. Không biết sao luôn. Chắc nhiều người chắc không biết có cảm giác này hay không. Sao không ngủ được nha. Thức suốt luôn vậy. Nhưng mà đặc biệt nha, là tu xong rất là tỉnh. Cái tuyệt vời là tu xong tỉnh. Vì sao tu xong mà mình không đi ngủ đại đi nói chuyện chi? Nó phải có một cái hương vị gì khi ngồi với đại gia đình thân thương tâm sự. Khi đến một ngày nào chúng ta về thế giới cực lạc cũng nghĩ lại thờ ở cõi ta bà. Có cái ông hơi tưng tưng, nó hướng dẫn tu nhiều cách lạ kỳ, mà cái thời đó ông đó lại hướng dẫn niệm Phật nhiều nhất, dùng đa dạng phương tiện khác người mà nhiều người lại niệm Phật với ông. Tại sao? Tại sao ông dùng đa dạng phương tiện khác người mà nhiều người niệm Phật với ông? Tại vì những cái cách ông nghĩ ra là những cái mà chúng sanh làm được. Và dù chúng sanh có thiện hay ác gì cũng có cơ hội để tu được hết. Khỏe mạnh hay tật nguyền gì cũng có thể tu được hết. Chỉ cần gặp người đó thôi thì là tu được. Dù người đó như thế nào nhưng gặp người đó là tu được. Vì nếu mà nói về sự kiên nhẫn thì người đó rất kiên nhẫn. Nói về lì thì người đó cũng lì. Thấy không? Nói gì hư người đó cũng đại hư. Nên từ nơi đó mà người nào thì gặp người đó cũng có thể người đó hướng dẫn niệm Phật được. Người kia nói một câu: "Tôi hư dữ lắm, tôi ác dữ lắm." Thì cái người này nói một câu: "Tao còn ác hơn mày nữa, tao còn tu được. Không chi mày." Tôi sai dữ lắm, tôi lừa gạt người dữ lắm, tao còn lừa gạt hơn mày nữa nè, tao còn tu nè, thì sao cái gì cũng giữ tôi chứ, vậy ông tu được tôi cũng tu được, thấy không? Nên từ nơi đó mà đây cũng là kỷ niệm, quý vị, kỷ niệm chúng ta đến với cõi ta bà này, rồi một ngày nào chúng ta đi về thế giới cực lạc chúng ta sẽ hiểu hiểu là chư Phật Bồ Tát dùng đa dạng phương tiện để giúp chúng sanh. Bản thân mình ở cõi ta bà mình cũng nhìn căn tính chúng sanh mà mình dùng nhiều phương tiện để giúp họ. Mong rằng một chúng sanh niệm một câu Phật hiệu cũng được. Đó cũng là kết cái thiện duyên để đời kiếp nào gặp lại cũng là niệm Phật. Dù thiện hay ác, chân thật hay giả dối gì, niệm Phật A Di Đà thì Ngài sẽ thương xót mình. Ngài sẽ thương mình. Vì Đức Phật A Di Đà thấy chúng ta trong cõi đời này nhiều sự trở ngại quá, mình giảng niệm danh hiệu Ngài. Từ nơi đó mà Ngài thương mình. Nên mười phương chư Phật đều tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tán thán Đức Thích Ca Mâu Ni rằng sanh trong thời cuộc mà ở trong cái cõi ta bà này gọi là ngũ trược ác thế. Trược ác nó mức cùng cực.
Vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi này tu hành thành Phật, sự hóa độ thì cực kỳ khó khăn. Nó là chúng sanh diêm phù đề kiên cường khó giáo hóa, có nghĩa là sự khó độ họ. Vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài sinh đến cõi này, vì ngài thành Phật dùng đa dạng phương tiện, mà phương tiện thù thắng nhất là pháp môn Tịnh Độ, là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu, gom thâu hết. Nên quý vị biết rằng là những cái thời khóa những đức lập ra cho quý vị tu là những thời khóa mà thật sự quý vị đều tu được. Còn thời khóa 12 giờ khuya này, vì sao những đức lập cho quý vị tu? Vì những đức nghĩ bằng ngày chúng ta tu, chúng ta sẽ bị trở ngại nhiều thứ lắm. Mà thứ trở ngại lớn nhất là gì quý vị biết không? Là chướng ngại giữa con người với con người, và chướng ngại về tâm chúng sanh phóng ra dữ quá. Nên cái đường dây mà để giao thoa cùng với bổ nguyện Di Đà nó bị chặn lại. Còn cái giờ 12 giờ khuya là cái giờ mà chúng sanh đều ngủ hết, họ ngủ hết rồi, nên tâm họ cũng lặng xuống luôn. Giống như chúng ta ra đường phố, xe chạy đông đúc thì chúng ta chạy rất chậm mới đến một chỗ nào chúng ta đến. Nhưng 12 giờ khuya thì quý vị chạy rất là nhanh. Thế có thể cái giờ cao điểm thì quý vị chạy 1 tiếng, nhưng cái giờ 12 giờ khuya quý vị chạy 10 phút. Nhưng Đức nghĩ rằng 12 giờ khuya này là cái giờ mà niệm Phật lễ Phật thì cực kỳ đặc biệt. Và cái giờ này là giờ cầu nguyện cũng cực kỳ đặc biệt luôn. Tại vì nó giao thoa giữa cái bữa nay và ngày mai. Cái giờ đó chúng ta lại chen câu Phật hiệu vào. Mà dưới cái số lượng mà người mà đông như vậy mà cùng phát lên danh hiệu Phật, những đứa nghĩ rằng là chắc là cả cái thế giới này cũng không có mấy đạo tràng. Mà giờ này mà đang niệm Phật rồi đem pháp môn Tịnh Độ để tán thán, thật sự hiếm. Nên từ nơi đó mà đây là một nhân duyên, mà đây là cũng là kỷ niệm, mà chúng ta đến với cái cõi này chúng ta gặp nhau. Chúng ta là những con người đa phần là tội nghiệp. Có nghĩa là đã là tội nghiệp thì chúng ta nên thương nhau, chúng ta nên che chở và giúp đỡ nhau, để cộng lực để cùng tu, để sanh về thế giới cực lạc. Nên mình ở cõi này mình tu mình bị trở ngại trùng trùng mỗi mặt. Những đức ở dưới đất, những đức cũng trở ngại, những đức lên tới trên trời cũng trở ngại luôn. Đạo tràng trên không chung là trên trời chứ gì nữa. Không? Nhưng quý vị cứ yên tâm là những đức hình tướng xuất gia cũng đồng hành với quý vị bao nhiêu pháp hội, dù khó khăn trở ngại chung chung vẫn là xong chương trình. Khi những đức làm cư sĩ, những đức cũng đồng hành với quý vị cả cuộc đời. Con người này không có gì đặc biệt, chỉ có đúng cái đặc biệt là trung thành với Đức Phật A Di Đà. Họ chỉ được như vậy thôi, và trung thành với chúng sanh. Những đức nói rằng cả cuộc đời những đức thà để người phụ mình không phụ người. Đây là 100%. Người sống với những đức có thể phụ những đức tuyệt đối không phụ họ. Vài năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau gặp lại vẫn là tình người chan chứ, không có gì cả. Đã có duyên mà quý vị. Nên mong rằng chúng ta là những bạn sen đặc biệt gặp pháp môn Tịnh Độ trong cái thờ mạt pháp này quá phù hợp. Hay là thờ mạt pháp mà gặp pháp môn niệm Phật mà tin là chúng ta không phải trong thờ mạt pháp. Vì pháp môn Tịnh Độ này có thể thành tựu, mà chúng ta trong thờ mạt pháp mà gặp pháp môn thành tựu thì là chúng ta đang sống trong chánh pháp. Quý vị nhớ, ngoài pháp môn Tịnh Độ thì khó thành tựu thì mạt pháp, nhưng pháp môn Tịnh Độ này thành tựu thì là chánh pháp. Nên mỗi một người phải trân quý và cố gắng, vì chúng ta có người hướng dẫn mình tu, có thể tu được, có thể đồng hành tu được. Thật sự mà nói, những đứa không có hình thức gì, hình tướng gì, bây giờ đến mức mà cư sĩ luôn, rồi cũng ăn nhờ ở đậu người ta luôn, không có gì cả. Nhưng những đứa có thể tu với quý vị, những đứa có thể tu với quý vị ngày 4 năm thờ, những đứa tu với quý vị. Cái này mới là cái quan trọng này quý vị. Họ có thể chịu tu với quý vị, họ đồng hành với quý vị, họ khuyên mình niệm Phật. Dù gặp trở ngại gì họ cũng niệm Phật với mình.
Họ có như thế nào cũng niệm di Phật với mình, để cho tất cả những người cùng tu với họ có gặp sự cố gì cũng có thể niệm Phật được, gặp trở ngại gì cũng niệm Phật được. Vì sao? Vì người hướng dẫn mình họ là như vậy mà. Bản thân mình đều có cơ hội, mình không bị hụt hẳn, mình không bị trở ngại. Mình chỉ cần tin Phật A-di-đà, lòng tin mình cực kỳ kiên cố, mình không có mắc cỡ với Phật A-di-đà, mình không có hổ thẹn với Phật A-di-đà. Chúng ta không phải là hư khi gặp Phật A-di-đà, mà chúng ta lại mắc cỡ. Phật A-di-đà nói con thật là gan dạ mạnh mẽ, quyết đoán. Dù con vấp ngã té nhiều lần, nhưng con vẫn tin tưởng nương vào ta. Đáng khen cho thằng dẫn đức. Phật A-di-đà ngày nói rằng, vì sao con đến đây gặp ta được hay không? Dẫn đức hỏi, dạ bạch Đức Thế Tôn, vì sao? Vì con quyết tâm niệm danh hiệu ta. Nếu như mà con gặp những sự trở ngại mà con mắc cỡ, con không niệm Phật nữa, thì con tiêu, con rớt xuống tam đồ ác đạo rồi. Nhân đức ơi, nhờ con vẫn quyết tâm tin tưởng ta mà niệm danh hiệu ta, ta khen con gan dạ, quyết đoán, kiên trì. Ta không có chê cười con đâu, tại vì đã sanh trong cõi này thì nhất định không làm lỗi này cũng làm lỗi khác, không sai cái này thì sai cái kia. Đã là chúng sanh sai lầm thì mới nương vào bổ nguyện, nếu bỏ bổ nguyện thì ai được thành tựu đấy. Nên từ nơi đó đáng khen cho thằng Nhẫn Đức. Câu này cũng là chia sẻ rộng cho tất cả quý vị luôn đó, hiểu không? Phật A Di Đà đều khen quý vị đó, dù là từng phá thai nhiều lần, nói dối, phạm nhiều tội lỗi, chúng ta đều có mà. Đời này nhiều đời nhiều kiếp phạm rất nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn tin Phật A Di Đà và niệm danh hiệu Ngài. Ngài không bao giờ cười chê mình. Chúng sanh không hiểu có thể cười mình, nhưng Phật A Di Đà không cười mình. Phật A Di Đà người nhìn rõ ràng cái nhân mà con đang gặp phải, cái quả mà con đang gặp phải là toàn là cái nhân con đã từng gieo. Nên ta không có cười con. Ta vô lượng kiếp cũng đã trải qua rất nhiều tội lỗi, nhưng tin Phật Bồ Tát mà ta kiên nhẫn tu hành, nên hôm nay ta thành tựu cái quả vị. Ta phát lên 48 lời nguyện. Có một lời nguyện là chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta là Ai Với Đạo Phật, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta, đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm thì ta là Phật A Di Đà, sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh đã về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc thì được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc vàng ròng, không còn bị thối đỏ. Nó nên từ nơi đó mà Ngài thành tựu quả vị, Ngài mới phát lên 48 lời nguyện, mà nguyện thứ 18 là chí tâm tin ưa. Ngài nói chỉ cần quý vị chí tâm tin ưa niệm danh hiệu Ngài thì thành công. Chứ Ngài không có nói rằng quý vị tạo tội nghiệp sai lầm mà niệm danh hiệu Ngài thì không được giảng sanh. Ngài không nói điều này. Vì mình trong cái thời trược ác mà quý vị, cái cõi trược ác mà trược ác là trược là dễ vấp ngã và dễ sai lầm, nên gọi là trược. Dễ vấp ngã, dễ sai lầm, dễ phạm tội. Vậy mà chúng ta vẫn có thể tin bổ nguyện Di Đà, đây gọi là gì? Thiện căn, phước đức nhân duyên mới tin pháp này. Một con người sai lầm, một con người hư hỏng, một con người tệ như Nhẫn Đức mà vẫn niệm A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc. Nhiều người không hiểu, người ta nói rằng mày mà niệm Phật giáng sanh gì Nhẫn Đức, mày hư như vậy, mày sai như vậy, mày nói chuyện thô thiển như vậy, mặt thấy ghét như vậy, mà làm sao mà giáng sanh được hả Nhẫn Đức? Mình vẫn im điềm lo niệm Phật, tin bổ nguyện Di Đà, tin sự tiếp độ của Ngài, cứu độ của Ngài, tin cái tâm từ bi của Phật Di Đà. Chúng ta luôn luôn tin tưởng. Nên mong mỗi một con người nghe câu đoạn này đều có lòng tin với Phật Di Đà. Và dù mình như thế nào mình cũng niệm Phật, cỡ nào cũng không bỏ niệm Phật, lên bờ xuống ruộng gì cũng niệm Phật, trở ngại gì cũng niệm Phật. Và bình thường những đức cũng từng nói rằng tan nhà mất mạng cũng tin Phật Di Đà, khổ đau trùng trùng cũng tin Phật A Di Đà, sung sướng đầy đủ cũng tin Phật A Di Đà. Chỉ có mục tiêu là niệm Phật để sanh cực lạc thì đặc biệt nhất. Nên giờ này chúng ta tu xong, đoạn nói chuyện này rất quan trọng quý vị, gọi là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Cái quan trọng tu hành, không buồn trách ai, không thất vọng ai, đó là gì? Tin nhân quả.
Nhớ, tin nhân quả, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. 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 Chúc quý vị ngủ ngon nha. Sáng cùng tu nữa nghe. A Di Đà Phật.